Dâu ở không chỉ là một đặc binh, mà anh còn là một người thợ thủ công cực kỳ chất. Anh ta có thể tự chế ra một quả bóng bay bằng cách sử dụng lửa. Nhìn đi bro, nó bay lên trời thật rồi kìa. Kate và Dâu ở không biết mình có đắc tội gì với đoàn làm phim hay không. Mà lần này, hai người bọn họ được sắp xếp sẽ xuất phát từ trong một cái hang động nguy hiểm. Bên trong không chỉ có địa hình hiểm trở, khí hậu còn rất lạnh. Đen đủi hơn thế là Dâu ơ còn bị ngã và làm ướt hết quần áo. Đoàn làm phim cung cấp cho bọn họ một số đồ vật. Hai người được cho một miếng bánh mì thừa bé tẹo. Sau đó còn cho bọn họ giấy và bút. Không biết dụng ý của chương trình khi cho họ thứ này để làm gì. Ngoài ra thì còn có bình ga nhưng tạm thời đã bị hỏng và cần phải tự sửa lại. Hai người cảm thấy lần này thì thật sự thảm rồi. Đờ cờ mờ, bọn đạo diễn chương trình cho chúng ta mấy thứ vô dụng. Dâu ơ chỉ đành đi về phía trước để do thám tình hình. Hơn nữa bọn họ cũng phải đi tìm nguồn nước uống. Bởi vì trong này rất tối nên anh ta không dám đi quá nhanh. Đó, vừa mới nói thì anh ta đã ngã. Anh ta nghe thấy tiếng nước, rất nhanh thì anh đã tìm thấy vị trí đó. Anh ta liền lấy túi ra đựng nước về. Trong khi đó thì Kết phát hiện ra loại đá có thể đánh lửa. Anh ta bắt đầu đập hai viên đá lại với nhau để tạo ra lửa. Sau đó thì Dâu ơ đã mang nước về. Hãy cố gắng lên anh bạn. May mắn là bọn họ đã thành công đánh lửa và châm vào bình ga. Bây giờ bọn họ không cần lo lắng việc không nhìn thấy đường nữa rồi. Dâu ơ đang rất muốn rời khỏi nơi này. Trong này rất lạnh nhưng Kết chỉ mặc có một cái quần đùi. Bọn họ đang rất cẩn thận và đi từ từ để ra khỏi nơi này khi mà địa hình quá hiểm trở. Dâu ơ đưa Kết tới chỗ nguồn nước. Dâu ơ còn phát hiện trong này có một cái khe. Đột nhiên cái đèn lửa của Dâu ơ đã bị tắt. Lúc này chỉ còn sót lại một cái đèn lửa của Kết mà thôi. May mà bọn họ đi theo hướng nước chảy và nhanh chóng tìm thấy lối thoát khỏi hang động. Mặc dù phong cảnh bên ngoài rất thoáng mát, nhưng quan trọng là bọn họ cần phải nghĩ cách thoát khỏi vị trí đang đứng. Đặc biệt là Dâu ơ đang bị ướt hết người, anh rất dễ có thể sẽ bị cảm. Sau khi thương lượng xong, Kết dự định sẽ làm những ký hiệu cầu cứu. Còn Dâu ơ thì đang cố gắng vận động cơ thể để làm ấm người. Dựa theo kinh nghiệm, đi lên trên cao có thể sẽ không còn đường thoát, do đó chắc phải đi xuống dưới. Kết để lại một bức thư cho đội cứu viện, anh đặt ở một nơi dễ dàng nhìn thấy được. Sau đó, bọn họ lúc này đi vào khu rừng để tìm nguyên liệu để có thể tạo lửa sưởi ấm. Trong khi đó, Kết chỉ với một cái quần đùi và đôi bàn chân trần đang cảm thấy như đã bị đóng băng. Bọn họ đi xung quanh và phát hiện ra một cái hang rất phù hợp để chui vào ngủ. Tuy nhiên Kết lại lo sợ rằng đang ngủ thì cái hang sẽ bị sập. Dâu ơ nói rằng Kết đừng có lo xa quá như vậy. Quan trọng là bây giờ nên đi thu thập nguyên liệu rồi nhóm lửa sưởi ấm. Kết sẽ đi tìm nguyên liệu về để tạo lửa. Hai người đều đã cảm thấy lạnh lắm rồi. Tay của bọn họ có cảm giác như đã bị tê liệt. Dâu ơ nhặt được không ít những cành củi khô ở gần đó. Anh đi về và thấy Kết vẫn chưa nhóm lửa nên bắt đầu cảm thấy quạo. Lửa đâu? Ông đang làm cái quái gì thế bro? Kết quạo lại và nói giỏi thì Dâu ơ đi mà nhóm lửa. Thôi ông im mẹ đi và nhóm lửa nhanh lên. Dâu ơ bảo Kết đưa cho mình hòn đá đánh lửa và anh sẽ tự tay nhóm lửa lên. Cái đồ lười biếng đó chỉ biết hưởng thụ. Rất nhanh chóng thì Dâu ơ đã nhóm lửa thành công. Dâu ơ cảm thấy thời tiết ở đây thật sự khó chịu. Khi Kết trở lại thì Dâu ơ nói, xin lỗi bro nhé, chúng ta nên đoàn kết lại. Cả hai hiểu rằng để vượt qua thử thách thì cần phải đồng tâm hiệp lực. Lúc này đã có lửa và bọn họ đã tạm thời được sưởi ấm cơ thể. Trong túi của bọn họ còn có nước đã lấy được từ trong hang động. Kết dự định dùng đá để đun nước. Đây là cách đun nước vô cùng thú vị. Bọn họ đốt những viên đá lên cho thật nóng rồi vứt vào trong túi đựng nước. Nước đã được đun nóng lên. Chỉ có điều là màu sắc của nó sẽ không được đẹp. Dù nhìn không đẹp lắm nhưng uống được. Bây giờ có lẽ hai người sẽ chỉnh sửa lại nơi này một chút để có chỗ nghỉ ngơi. Kết nhát gan không dám vào trong hang ngủ. Dâu ở lấy một tấm thảm che ra để cản gió. Sau đó bọn họ uống nước vừa đun xong. Hai người thoải mái hơn nhiều rồi. Quả nhiên cơ thể được bổ sung nước sẽ khác hẳn ngay. Chỉ có một vấn đề khó chịu là khói của đống lửa cứ thổi về phía mặt của họ. Bro nghĩ chúng ta có thể rời khỏi đây không? Chắc chắn rồi ông bạn, chúng ta là ai chứ? Sáng ngày hôm sau thì bọn họ đi tìm một nơi thích hợp hơn để làm chỗ dừng chân. Kết nghe thấy tiếng của dòng chảy. Đó là tiếng nước ông bạn à? Đúng vậy, nhìn đi. Đi theo dòng nước chảy sẽ có khả năng gặp được người dân sinh sống. Bọn họ đi về phía trước thì thấy một thảo nguyên rộng lớn. Xung quanh đã có sẵn nguồn nước. Do vậy mà cắm trại ở đây sẽ rất thích hợp. Cả hai người đều tìm ra được những chỗ thích hợp để dựng một chỗ để ngủ. Kết quả là hai người xảy ra mâu thuẫn vì ai cũng nghĩ chỗ mình tìm thấy sẽ thích hợp hơn. Chỗ của ông chọn vớ vẩn bỏ mẹ ra. Tôi muốn ở đây, ông không thích thì biến. Kết kiên quyết muốn ở lại nơi mình tìm được. Dâu ơ nói rằng Kết hãy đi theo anh ta tới nơi anh ta tìm được rồi hãy đưa ra quyết định. Kết nói rằng nếu như ở chỗ dâu ơ chọn thì lúc đi ngủ gió thổi sẽ rất lạnh. Ông đừng có đùa tôi nữa ông bạn. Đùa cái đéo gì thế ông bạn. Cả hai vô cùng căng thẳng và không ai chịu nhường nhịn ai. Sau đó bọn họ tự chia nhau ra và ai ở chỗ của người đấy. Kết tạo ra một chỗ ngủ khá là đơn giản. Còn Dâu ơ thì khác, chỗ ở của anh còn có một chút lửa để sưởi ấm. Buổi tối sau khi ngủ một giấc cho tới sáng hôm sau, Dâu ơ nghĩ ra một cách thú vị. Anh ta dự định dùng cái tấm thảm để làm một quả bóng bay. Kết nói rằng Dâu ơ đang tự làm một việc ngu xuẩn và phi logic. Thế nhưng Dâu ơ sẽ chứng minh cho Kết thấy ai mới là kẻ ngu xuẩn.
Kết thì cho rằng Zoer đừng có tốn công vô ích và khiến cho vật tư càng ngày càng bị ít đi nữa. Zoer bảo Kết giúp mình đi tìm nhựa cây để làm keo. Anh dùng keo để tạo hình một quả bóng bay chưa có khí bên trong. Trong lúc gần như chuẩn bị đủ mọi thứ để bắt tay vào làm thì trời lại đổ mưa. Con mẹ nó, trời mưa lạnh vãi. Đéo hiểu sao lại mưa vào lúc này. Zoer chỉ đành di chuyển vào trong chỗ ở của Kết để tránh mưa và tiếp tục chế bóng bay. Rất nhanh cái khung đã được hoàn thành. Lúc này anh ta hứng nó trước đống lửa. Quả nhiên quả bóng bay dần được tích khí và bắt đầu bay lên. Vậy là Zoer đã thành công làm ra quả bóng bay phát ra tín hiệu cứu viện. Bọn họ cho rằng khi có người nhặt được quả bóng thì họ sẽ được cứu. Cả hai vui vẻ ngắm nhìn quả bóng bay lên trời. Tuy nhiên bọn họ vẫn muốn làm thêm thứ gì đó để phát tín hiệu cầu cứu. Không lâu sau, một người chăn cừu đã đi qua thảo nguyên này. Vậy là Zoer và Kết đã thành công được giải cứu. Video tới đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.